Xin đi chào anh chị và các bạn. Xin đi đang ở bãi sau trên con đường Thị Vân. Định là quay cây phượng, một bên là lá xanh, một bên là bông hoa, hoa phượng. Nhưng mà bây giờ là chờ chuyển mưa rồi. Xin đi cũng muốn cập nhật những hình ảnh. Bắt đầu là ngày nãy trời xanh lắm mà bây giờ bắt đầu chuyển mưa rồi. Xin đi chắc cũng phải là chạy về nhà gấp. Thì với con đường này, Xin đi không có kịp quay nữa. Bây giờ Xin đi phải chạy về cái hướng đầu Ngọc Cước nha anh chị ha. Trời ơi tiếc quá, cây phượng này đẹp lắm anh chị. Định là coi như đứng đây rồi nhìn ngó rồi xong rồi gửi anh chị vài cái đoạn flycam để coi mình nhìn trên cao như thế nào. Nửa thì màu, nửa là màu lá cây, nửa là bông hoa anh chị. Nhưng mà tiếc quá, đây là khách sạn tháng 10, làng Thương Phế Binh ngày xưa nè anh chị. Và ngày xưa ở đây là rừng dương không? Rừng dương và nơi đây thì có đồi Ngọc Tước, quân đội Úc Đại Lợi đóng ngày xưa đó. Cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra khu vực tàu 1, tàu 2, tàu 3 rồi về với chạy nhái. Còn mé bên đây là những cái dịch vụ bãi tắm, thì những cái nhà nghỉ thì tương lai thì ở đây nó trả lại mặt bằng, không còn những cái cảnh mà kinh doanh nữa. Và chúng ta sẽ có cái rừng dương giống như như xưa. Và một con đường thì Sunny sẽ lo một con đường để chúng ta đi vào đồi Ngọc Tước, để coi đồi Ngọc Tước ở Vũng Tàu ngày hôm nay như thế nào anh chị ha. Khu vực bãi sau ngày xưa rừng dương và khu vực quân đội động cát trước năm 1975 đó. Và những cái thời thơ ấu của Sunny đi cắm trại, những anh chị mà ngày xưa thì ở đây anh chị biết, những con tàu sắt còn gọi là tàu 1, tàu 2, tàu 3 vào rừng dương đi trồng rừng rồi lúc là còn đi học. Con đường là ở đây là những cái biệt thự và những mảnh đất trống ngày xưa thì rất là trống, rất là nhiều. Bây giờ thì nó trở thành cái khu ẩm thực nha anh chị. Đây cái khu ẩm thực, đi vào khu ẩm thực. Thì hôm nay là ngày cuối tuần 29 tháng 5 2022. Và con đường này thì chưa dẫn chúng ta đi vào đồi Ngọc Tước năm xưa. Bây giờ nó trở thành những cái khu biệt thự, nhà nghỉ rất là sang trọng. Đây mảnh đất vẫn còn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi quằn quằn trong cái khu vực này. Bông hoa phượng. Bây giờ nói đến Vũng Tàu thì chúng ta sẽ có bông phượng và bông giấy. Chúng ta cứ đi vòng vòng nha anh chị. Vòng vòng. Ở đây thì có con đường Thùy Vân và con đường Võ Thị Sáu. Xưa là Đinh Tiên Hoàng, ở chỗ trường Đinh Tiên Hoàng đó. Đây là con đường Đinh Tiên Hoàng là anh chị, xuống bờ hồ. Ngày xưa thì ở đây thì nếu mà anh chị cái thời của Sunny thì biết một cái discotheque là Rose, bông hồng đó, massage lucky, vô massage là được lucky ngay. Đi đâu cũng thấy bông phượng nở nè. Trời ơi đẹp quá trời đẹp. Mà một cái điều mà Sunny cảm thấy rất là buồn cho Sài Gòn, kỳ cái vụ mà cây ngã mà học sinh bị ấy đó anh chị. Thì tự nhiên cây phượng đâu có tội tình gì đâu. Nhiều lúc chặt hết, tất cả các trường học đều chặt hết anh chị. Buồn ghê là buồn. Chợ du lịch Vũng Tàu đó, hoa phượng nở. Rồi chúng ta sẽ đi trên con dốc này. Ở đây là dinh thự không anh nha anh chị ha.
này giá cả hơn triệu đô nha anh chị. Ở đây mắc lắm. Đó, xa xa là ở đây là dinh thự không. Giờ mình đi vòng vòng ở khu vực này thôi. Ở đây là một cái động cát, một cái đồi ngày xưa anh chị, đồi cát ngày xưa thôi. Ở đây là đi thẳng xuống con đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu anh chị ha. Và chúng ta sẽ đi dọc ở đây. Định là quay bãi sau, rồi quay cái cây bông phượng, nó nở rất là kỳ, một bên là lá, một bên là bông, rồi lén lén bay lai cam để chúng ta có một cái nhìn cập nhật bãi sau. Tự nhiên mưa tới, buồn luôn, thế là lật đật chạy, quá buồn. Đây khu vực này là VIP lắm nha anh chị ha. Quá VIP luôn đó. Cái này là nãy mình đi qua là anh chị, mình quẹo qua này nè. Đó. Rồi xin đây gửi anh chị nha cái hình ảnh này nha. Rồi mình đi sẽ đi một vòng. Ở đây là cái tên là Đào Duy Từ và Hồ Xuân Hương. Đúng là đồi Ngọc Tước. Đồi Ngọc Tước là chỉ những cái người mà ngày xưa thôi. Ngày xưa thì mới rành thôi anh chị, chứ bây giờ người ta không có đồi gọi là đồi Ngọc Tước nữa. Cái này là đi ra nơi đây thì con đường Đinh Tiên Hoàng, có ngôi trường Đinh Tiên Hoàng, Đinh Tiên Hoàng đó anh chị. Và Sunny sẽ mời anh chị, chúng ta sẽ men theo cái bờ hồ bên phải á, là con đường để xuống cái bờ hồ ao sen. Mình sẽ đi một đoạn anh chị ha. Dự án trong tương lai á thì cái ao sen này á sẽ làm một cái giống như hồ Xuân Hương vậy đó, nhưng mà không biết thì tương lai thì như thế nào. Sunny mời anh chị đi cùng với Sunny nha, để chúng ta thám thính, sẵn tiện là chúng ta đi luôn. Trường Đinh Tiên Hoàng ngày xưa rất là thơ mộng, nó nằm trên ngọn đồi, rồi nó có xung quanh là rừng dương, nhưng mà ngày hôm nay thì được xây mới rồi anh chị. Và con đường được mở rộng, ngày xưa mà tối không dám đi con đường này. Tại khu vực này phía bên phải là ngày xưa là cứ rải rác nhị tỳ, nghĩa trang đó anh chị. Đây là trường học nha anh chị ha. Cái trường học đây. Trường học của các anh chị đó. Và bây giờ thì nó vẫn nằm trên cái đồi cao, rất là cao, rất là cao, nhưng mà bây giờ được khang trang hơn nhiều rồi. Đó, đi đâu cũng thấy cây phượng nở rộ mùa hè rất là đẹp. Cứ mỗi lần mùa hè là nhớ đến tuổi học trò. Và mình đi thẳng á thì mình về con đường
men theo triền núi nhỏ, đó là con đường Phan Chu Trinh. Và trên con đường ra Phan Chu Trinh đó, thì nó có cái hàng dương ở giữa đó anh chị. Bây giờ thì không còn những hình ảnh đó thì không còn nữa. Bên trái thì mình đi ra bãi sau, bên phải là mình có con đường Hoàng Hoa Thám để ra tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, khu vực bãi trước. Và Sunny sẽ quẹo phải, và từ đó Sunny sẽ men theo cái bờ hồ. Bờ hồ ngày hôm nay thì có rất là nhiều cái dịch vụ như quán cà phê, quán ăn dọc theo bờ hồ. Nhìn bờ hồ rất là thơ mộng, và không biết là Sunny có đi được hay không. Để cố gắng đi, đi chừng nào nó bít thì thôi nha anh chị ha. Thì con đường Hoàng Hoa Thám đó là một con đường xưa cũ của Vũng Tàu. Hay là một con đường độc đạo của Vũng Tàu để từ chợ cũ để ra bãi sau. Nhưng mà bây giờ như ví dụ như ở đây là cái hồ sen nè, mé trái nè. Hồ sen là ruộng đồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó khác. Đây, cái vị trí chính là hồ sen ở đây đó. Giờ chở hoàng quán cà phê, và phía giữa còn hồ sen anh chị. Ở đây là cái quán thủy. Quán thủy cũng ngay cái hồ luôn anh chị. Đây, đây điểm đây nè, là quán thủy nè. Đó, bây giờ lẩu cá đuối. Rồi, bây giờ thì thay vì mình đi thẳng thì mình về với tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, mà Sunny sẽ quẹo ở đây để coi cái mình đi được tới đâu. Đây nhà hàng tiệc cưới. Tương lai thì có những cái dự án mà bây giờ xung quanh ở đây người ta không cho xây cất nữa anh chị. Mốt trở thành mở con đường. Rồi mình sẽ đi dọc ha. Dọc mé bên kia nè. Bên đây rồi bên kia. Đây cái hồ sen. Xa xa là mây rồi. Trời ơi mây. Cái hồ sen là nó kéo dài ra tới con đường Nguyễn Tri Phương ngay chỗ đồi Ngọc Tước luôn. À, nãy là cái khu đồi Ngọc Tước ngay chỗ cái chung cư hồi nãy đó, xa xa phía trước đó anh chị đó. Trời ơi, nhìn ra cái hồ rộng lắm. Rồi chúng ta đi nha. Hy vọng rằng anh chị thấy những ngóc ngách của cuộc sống ở Vũng Tàu thông qua cái video này. Và ở đây thì có rất là nhiều cái địa điểm ăn nhậu buổi tối rất là đẹp. Và cái hồ này thì nó không hôi anh chị ha. Đây có quán nhậu nè, quán ăn nè. Muối Gia Đình. Làm gì, bên kia thì cũng có con đường, nhưng mà con đường bên kia thì nó trải bê tông rồi anh chị. Bên đây thì nó chưa, nó trở một con đường mòn, và tương lai nó trở thành một con đường. Ở đây thì anh chị thấy cũng đâu có cho xây dựng, chỉ mở kinh doanh nhà sao để vậy thôi. Ở đây thì hết ngõ rồi. Hết ngõ đi rồi anh chị ơi. Chị chúng ta tới đây thôi. Rồi bên kia thì nhiều cái dịch vụ lắm. Nhiều dịch vụ ăn uống lắm. Bên kia thì có vẻ nhộn nhịp hơn bên đây. Bên đây thì hết cái ngõ đi, và tương lai nó trở thành một con đường. Rồi sơ nét, nếu mà đi ở kia đó, bên kia thì chúng ta có thể đi dọc mình tới con đường Lê Hồng Phong ngay chợ phía sau chợ cũ bến xe. Ngày xưa Lê Hồng Phong là Nguyễn Tri Phương đó. Rồi bây giờ mình chắc mình phải quẹo ra anh chị. Ở đây cái bích lối nè. Rồi quẹo ra ngõ này, thế là chúng ta ra con đường Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu trở lại. Rồi nhớ một thời gian ở đây là một cái đất hoang. Rồi xin đi nhỏ đó, hồi nhỏ đi gần trường Đinh Tiên Hoàng nè, rồi xong rồi đi trượt cát đồi, cứ
lấy cái tấm ván đó anh chị, trượt nhỏ mà đi bắt dế quậy lắm và rất là sợ. Tại đây là ở đây là có một cái mảnh đất hoang vu nè, rồi có cái nghĩa trang đâu có dám, nhưng mà bây giờ trở thành một cái nhà dân anh chị thấy không. Trời trời, tự nhiên nó kéo mây, bây giờ nó tan, hình như vẫn còn anh chị. Khu vực bãi sau là chuẩn bị mưa rồi. Rồi, hẹn gặp lại khu vực bãi sau, hẹn gặp lại cây Sunny gọi là cây phượng Pele. Pele đó, đập lái lái. Thì hẹn gặp lại sẽ quay trong tháng sau. Tại tháng sau thì vẫn còn anh chị, hoa phượng nở rộ thì mùa hè lượn mặt cả mùa hè. Con đường này bây giờ nó thẳng tắp nha anh chị ha, và nếu mà chúng ta đi thẳng thẳng hoài thì chúng ta sẽ có con đường mới để về với Eo Ông Từ, về với cầu Cổ Mây, Bà Rịa. Trường học bây giờ anh chị thấy khang trang hơn xưa rất là nhiều. Trời bắt đầu nhỏ giọt mưa rồi. Thấy đi đường phố Vũng Tàu thẳng tắp anh chị ha, hệ thống cây xanh cũng nhiều, không khí mát mẻ, và đặc biệt thì Sunny cảm thấy rất là vui. Không, bây giờ anh chị thấy đi đâu có thấy tí rác nào đâu. Ngày xưa ở khu vực mà ngay chỗ cái đồi, ngay chỗ bùng binh cái đồi này nè, thì Sunny, bạn bè Sunny thường gọi là dốc sương mù. Lý do ở đó là nướng thịt rừng anh chị, những quán nhậu dốc ở đó nướng thịt rừng thối lên là gọi dốc sương mù. Còn con đường chân chắc chân nhị ngay chỗ chợ cũ đó, người ta bán ốc mà buổi tối thì mới bán. Sunny gọi là công viên các hoàng tử, thì tối đó toàn là các thanh niên ra đó nhậu thôi, nhậu rượu mấy con ốc, thời gian khó khăn đó. Công viên các hoàng tử, đây là gọi là dốc sương mù. Đây cái đồi này ngày xưa là nó không có giống như cái bùng binh như thế này đâu anh chị, nhưng mà người ta xẻ đồi ra, người ta làm một cái bùng binh như thế này, và ở đây là tràn ngập hoa bông hoa phượng. Đi đâu cũng thấy bông hoa phượng, và kể cả đây cũng vậy anh chị đó, bông hoa phượng nở rộ. Đó, con đường này quay về con đường bãi sau. Lotte Mart. Ngày xưa Sunny đi học là đi trồng dương ở khu vực này anh chị, gọi là trồng rừng đó. Nhìn thì không thay đổi nhiều lắm. Tại Sunny ở đây thì Sunny mới hình dung ra được. Rồi bây giờ chúng ta theo con đường Lê Hồng Phong, là con đường Nguyễn Tri Phương năm xưa đó, để chúng ta về với lại ngã năm nha anh chị. Đó, cái ao hồi nãy, cái ao mà Sunny đi dọc thì nó kéo dài ra tới đây, kéo dài ra tới đây luôn.
Hay ở đây ta gọi là đài liệt sĩ, cái bồng binh hồi nãy đó gọi là đài liệt sĩ. Ngày xưa ở đây là cái mảnh đất ở đây là hai bên là Nhị Tỳ không ha, Nghĩa Trang không chị ha. Chung cư ở bên trái bên phải là cũng là Nghĩa Trang. Cái ao này nè anh chị, đó, chuẩn bị là đây cái ao nó tới đây luôn nè. Cái khu vực ao tới đây luôn. Nghĩa Trang hai bên, cái chung cư trắng trắng là Nghĩa Trang á, Bưu Điện đó, ngay góc Bưu Điện cũng là Nghĩa Trang. Chỉ có chung cư vàng mà xin anh chị thấy phía trước á, đó là cái ao rau muống thôi, ao rau muống chứ không phải là Nghĩa Trang ở đây nè. Trời ơi, và bên phải nữa cái nhà chung cư này nữa nè. Nói chung là nguyên một cái dãy này luôn anh chị. Rồi tới đèn xanh đèn đỏ kia là bắt đầu ruộng, bắt đầu mép ruộng. Rồi xin đi anh chị, nếu mà coi công chiếu đó thì anh chị sẽ biết được một nickname rất là dễ thương. Đó, nickname có tên là BT. Sunny sẽ đi con đường BT, nhà của em BT, để gửi tới là chị Yến nè, cô chú Quỳnh La, anh Kevin Nguyễn, anh Phong, anh Henry, vân vân, chị Lam, chị Lâm, Lâm Thị Nghè, anh Huy La. Đây là cái đường ra chợ mới, ngày xưa là ruộng, ruộng không anh chị. Ở đây là gọi là khóm rẫy ngày xưa. Ở đây ruộng không à. Rồi ở đây là chia sẻ với anh chị, sau này nó có một con đường phía trước mặt anh chị, mé trái nè, là con đường chạy thẳng tắp về với lại nhà thờ, cái trường, chỗ trường trung học Vũng Tàu đó, mé trái về nhà thờ. Còn ở đây là đi về hướng Sài Gòn. Hiện tại con đường đó đang làm, ngày xưa là có gọi là con đường Gia Long đó, bây giờ con mang tên là Thống Nhất và đi thẳng là về ngã năm. Sunny xin lỗi anh chị, Sunny nói nhiều, không nói nhiều thì anh chị không có thể nhận ra. Và má bên đây hình như hãng kem đâu đây nè, ngày xưa cái hãng kem á, cà rem á. Rồi xa xa là ngã năm. Rồi đây là một con đường mang tên là Huyền Trưng Công Chúa, nhà của bạn BT. Sunny sẽ chạy từ từ để kể lại kỷ niệm đối với con đường BT ý quên Huyền Trưng Công Chúa này đó, nhà của em BT á, em Bích Tuyền đó. Thì con đường này hồi nhỏ Sunny đi á, thì nó là một con đường đất ngày xưa thôi. Nhà cửa thì thưa thớt, và trên con đường này là đồng ruộng, ruộng không anh chị. Nhà cửa thưa thớt, sau này thì nó không còn đồng ruộng nữa, thì hai bên là bắt đầu xây nhà lên. Ai nhà ở đây mà ngày xưa có ruộng đồng thì giàu lắm, chia đất ra cho con cái. Rồi bây giờ thì người dân tứ xứ về ở gì, họ chọn Vũng Tàu là nơi lập nghiệp sinh sống. Đất lành chim đậu, đất không lành nhậu luôn con chim. Bây giờ thì cái con đường này chuyên kinh doanh về vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, chuyên về xây dựng. Nó có từ khi mà thành lập con đường Huyền Trưng Công Chúa này, đúng là nó thay đổi rất là nhiều. Và con đường này nó kết nối giữa con đường Quân Sự 3, nay là Nguyễn An Ninh, với lại con đường Lê Hồng Phong. Hồi nãy xin đi quẹo vào, ngày xưa là có mang tên là Nguyễn Duy Phương. Cái chỗ con đường Quân Sự 3 đó là vành đai phi trường Vũng Tàu năm xưa. Phi trường ngày xưa rộng lắm, hôm
nào Sunny sẽ đi một vòng phi trường Vũng Tàu gửi anh chị và các bạn. Ngày xưa có một người bạn, bạn học ở con đường Quân Sự 3. Bạn ấy ở nhà tên là Tý, còn Sunny ở nhà tên là Tèo. Rồi cứ lại bạn đó cứ đi con đường này là đạp xe đạp cùng chúng bạn chứ không dám đi mình. Cứ tới Tý ơi Tý, Tèo kêu nè, Tý ơi Tèo tới, Tý Tèo Tèo Tý đó, cứ vậy đó, vui lắm. Bạn đó Tý bây giờ bạn đó đang định cư ở nước ngoài rồi, nhưng mà bạn bè cũng thường xuyên chat với nhau, nói chuyện với nhau và cũng thường về hội họp lớp, vui. Tuổi thơ lúc nào cũng đầy kỷ niệm, cứ mà nhớ đi đâu cũng thấy bông hoa phượng là nhớ đến bạn bè. Những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm của tôi 18, khổ chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đau đó. Đó là vậy. Bên phải thì có những con đường để men ra con đường Thống Nhất mới, cũng hồi xưa là ruộng thôi anh chị. Rồi mình đi ra con đường ngay chỗ đường Bình Giả, rồi nó luồng lách, rồi mé trái là con đường Trương Công Định, cũng có hẻm nó ruộng không. Rồi, kể lại Vũng Tàu ngày xưa cũng khu dân cư nhỏ lắm anh chị, đây là cơm rẫy nên rẫy ruộng, không biết nhà BT đâu. Đó, con đường nhà BT. Rồi mình sẽ tới con đường Quân Sự 3 rồi. Rồi đây là con đường Quân Sự 3 đây. Đó, con đường Quân Sự 3, đây là ruộng phía trước, đây là ruộng nè, mảnh đất trống nè, ruộng. Rồi bây giờ mình sẽ về với vành đai phi trường, nhưng mà Sunny chắc không đi vành đai phi trường đâu anh chị. Đây bùng binh dầu khí, đi ra khu vực bãi sau Paradise sau này thôi, ngày xưa gọi là bãi Rừng Dương, bãi tàu 1. Ngày xưa có một cái tàu sắt, Sunny thường bắt cá ở đó, tàu 1, tàu 2, tàu 3, nó kéo dài đến Chạy Nhái. Những cái tàu mà trong biến cố năm 1975 anh chị, thế là những chiếc tàu sắt chạy vào bờ, thế đậu ra luôn. Đây là con đường Thống Nhất, là cái mảnh ruộng trên Sunny chạy trên mảnh ruộng. Xin lỗi những các bạn trẻ, tại vì Sunny đoàn là người hoài niệm nên như vậy ưa nhắc lại chuyện cũ, nên thông cảm. Nếu mà nghe chuyện cũ mệt quá thì chúng ta có thể là tắt tiếng để coi cảnh vật thôi, tắt tiếng mở nhạc lên coi cảnh vật, thông cảm thật nhiều. Rồi bây giờ Sunny sẽ lon con đường này để đi ra miếu Bà Ngũ Ban. Nếu mà anh chị người Hoa ở Vũng Tàu đó thì rất là rành miếu Bà Ngũ Ban. Đối với khu vực này thì những anh chị mà học ngày xưa đến giờ á, là biết đến ngôi trường là trường Trương Công Định. Đây là cái hẻm mà Sunny không biết là hẻm bây giờ nó tên gì, hình như nó có tên đường, nhưng mà Sunny gọi là hẻm Tìm Quên. Là lý do tại sao Tìm Quên, ngày xưa có quán cà phê gọi là Tìm Quên ở đầu ngay chỗ con đường Lê Hồng Phong, nên người ta quen gọi là hẻm Tìm Quên. Đây đây là cái khu vực chợ phường thôi, nơi đây cũng có nhà thờ rất là lớn, rất là to. Ở hồi xưa ở đây là nghĩa trang nè, ở đây không phải nghĩa trang nha. Khu vực này Sunny rành lắm, vườn nhãn, xoài, mãng cầu,
đây, ngôi trường mà ngày xưa là coi như là xin đi vào đây có những cây keo, đi hái keo, đồng cát, nhà chợt thôi. Nhưng mà bây giờ trường Trương Công Định là xây lớn không? Đây khu vực miếu bà Ngũ Ban đây, nhà thờ Tinh Lành. Và đây là miếu bà Ngũ Ban, nơi mà ngày xưa mà Sunny xem chiếu phim đó, chiếu phim công cộng đó anh chị. Rạp Ngọc Quế mấy anh chiếu phim Rạp Ngọc Quế có cái màn chiếu rồi không thể là chiếu đây nè. Ở đây là vườn nhãn, ở đây là phòng khám bệnh tư nhân bác sĩ Đoàn Đức Tiến, nghe quen quen không anh chị. Đây bà Tư cá, bà Tư bán cá. Đây là nhà người bác. Đây là lên dốc để đi lên chạy gà. Vườn nhãn không, bây giờ nhà cửa nhiều lắm. Ở đây nè, cái cửa nhà ở đây nè, có một cây keo, rồi có cái hồ cá, rồi trồng đậu, trồng khoai lang, khoai sắn gì lung tung á hồi xưa. Ở đây lên dốc, con đường này nhỏ lắm. Và đây là chạy gà, chạy gà ở đây nè, đó cái chạy gà. Vẫn còn cái mảnh đất chạy gà nhưng mà bây giờ người ta phân ra hết rồi. Đây là cái khu tập thể, giờ sửa hết rồi, không biết giờ. Rồi đây là nhà bạn Giao, quẹo buồn buồn quẹo chơi luôn, nhà bạn Giao. Hiện tại là bạn Giao đang ở Cali. Bữa nay bạn Tí là bạn Mỹ Hà, bạn Giao cái nhà kế bên trường Trương Công Định là nhà bạn Luyện. Nhà bạn Giao cuối hẻm mà bây giờ chắc lòn lòn, giờ chắc nhận không ra đâu, giờ sao nhận ra được, thay đổi nhiều quá rồi. Giống cái nhà này quá, giống nhà này quá, không nhận ra rồi. Mình ở đây mình còn không nhận ra nó chi đó, bây giờ nó lòn lung tung cả nè đó. Đi y xèo hết thôi, cái này hồi xưa hẻm cục, bây giờ đi đâu nữa đây đó. Nhà ở đây khu vực này bây giờ đây là cái ruộng nha anh chị ha, đây ruộng không ạ. Ruộng là vườn mà, không rẫy mà, ruộng rẫy không. Giờ đi lại cái dốc Bình Giả trở lại, giờ thay đổi nhiều. Rồi xin đi thân ái chào anh chị, rất là vui chạy lòng vòng từ Bãi Sao tới đồi Ngọc Tước, rồi đi ra Hồ Sen, chạy con đường Huyền Chân Công Chúa, nhà bạn BT, rồi tèo đi gặp Tí ở quân sự 3, con đường Bình Giả, rồi ôn lại kỷ niệm của Sunny, có thể là ôn lại kỷ niệm của anh chị. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị. Hy vọng rằng đường xá Vũng Tàu, đôi khi chúng ta nhìn Vũng Tàu nó y rác nhiều hơn so với Sài Gòn hay không, đường phố Sài Gòn Vũng Tàu như thế nào so với Sài Gòn, thì đây chúng ta cũng hình dung được một phần nào. Rồi bye bye, hẹn gặp lại. Dốc Bình Giả cũng nói lời tạm chia tay cô chú anh chị và các bạn. Con đường Bình Giả cũng mới tráng nhựa lại, rất là đẹp, rất là rộng. Rồi chúng ta sẽ kết thúc tại chỗ miếu bà Ngũ Ban. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip sau.